các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cấu hình Relé Micom P139. Đây là dòng relé rất phổ biến đối với các xuất tuyến 22 kV ở các trạm 110 kV. Thế để các bạn muốn coi là đời của relé thì các bạn chọn cho mình vào chỗ device, click chuột phải và bấm property. Khi đó các thông số của relé sẽ hiển thị ở dưới góc trái màn hình đây. Thì ở đây là model number đó là P139652. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện cấu hình cho con relé P139 theo một bản vẽ. Đây mình mở file setting lên. Ta mở thư mục parameter, thư mục device ID này thì là chứa các thông tin về relé này thì chúng ta chỉ cần xem xét trên thông tin, chúng ta không cần cấu hình. Các phần chúng ta cần cấu hình sẽ nằm ở trong mục config parameter và function parameter. Từ đây chúng ta vào phần config parameter. Trong phần này thì có phần LOC. LOC này thì có cả ngôn ngữ. Thì ngôn ngữ đây là tiếng Anh, đó là ngôn ngữ chuẩn. Và trong mục LOC này thì có phần cài đặt. Đây là cái phần cài đặt là phím local remote. Phím local remote này thì nằm ở trước mặt relé. Thì ở đây thì chúng ta chọn là đây là local remote. Khi chúng ta nhấn một lần thì sẽ chuyển sang remote, nhấn lần nữa thì sẽ chuyển về local. Đây có hai chế độ, là một là chuyển từ remote sang local, hai là chuyển từ chế độ là remote và local chuyển sang local. Chúng ta sẽ để chế độ phím này là remote local. Tiếp theo đó sẽ là phím reset. Phím reset key này sẽ là nằm ở trước mặt relé. Ở đây thì chúng ta sẽ là đang cài đặt là sẽ là reset các output. Reset các output lag. Tức là ở đây chúng ta sẽ reset led rồi reset các output. Reset các output nếu các output của chúng ta là cài là output giữ. Đây là thông số để chúng ta cài là phím RIC key. Khi chúng ta bấm RIC key thì chúng ta sẽ nhìn được các thông số sự cố ở trong file recording 1. Ở đây chúng ta có thể chọn file recording 2. Thư mục PC này là cài tốc độ của kết nối của relé. Ở cái thư mục này thì thường chúng ta để là mặc định theo nhà sản xuất. ESC ở đây chúng ta enable file IEC để chúng ta sau này chúng ta cấu hình IEC để chúng ta có thể kết nối về trung tâm điều khiển. Thì ở đây chúng ta phải chọn là width. Trong phần này thì chúng ta có thể thấy được địa chỉ IP của relé. Địa chỉ ở đây là 36.1.22.72. Địa chỉ này thì được cài đặt ở trong file SCADA 6.8.0. Và ở dưới đây có một địa chỉ nữa là địa chỉ SNTP. Đây là địa chỉ để đồng bộ thời gian. Cái mục Deep Local Time này là chúng ta cài đặt múi giờ. Múi giờ của chúng ta là múi giờ cộng 7
thì chúng ta phải đặt là 420 foot. Còn chúng ta đây là cài đặt là cái thời gian delay theo mùa, chúng ta để là 0 giây vì ở chúng ta là không có delay giờ của chúng ta không bị delay theo mùa. Đó là những thông số chúng ta cài đặt để cài đặt thời gian. Phần view thì chúng ta không xài nên chúng ta sẽ không cần phải cài đặt. Và bước vào phần quan trọng đó là phần cài đặt input của Relay. Cài đặt input và kế tiếp là output. Thì ở đây các bạn để ý là input sẽ có hai loại, đó là input là bắt đầu là 6xx và input là 9xx. Thì ở đây chúng ta để ý là input mà 6 á, thì sẽ có là 6 input từ 601 đến 606. Còn input 9 á, thì sẽ là 901 đến 904. Đối với output thì output 6 thì có từ 601 đến 606. Còn output mà 9 slot 9 á, thì từ 901 đến 908. Như vậy ở đây thì relay có hai slot là input output. Ở đây slot thứ nhất là slot là có chúng ta có là 6 in và 6 out, 6 in và 6 out. Đó là slot 2x, 6 in và 6 out. Như vậy để mà xác định được là input số bao nhiêu và output số bao nhiêu thì chúng ta dựa vào cái sơ đồ chân của input và output này, loại là 2x là 6 y và 6 o. Còn đối với lại slot thứ hai là chúng ta thấy là input đó sẽ có là từ 901 đến 904. Vậy ở đây sẽ là 4 input. Output sẽ là output từ 901 đến 908. Vậy ở đây là sẽ là có 8 output. Chúng ta sẽ tìm đó là cái loại slot là 4 input và 8 output. Đây, đó chính là slot 2V. 2V nó có 4 in và 8 out. Thì xác định cái loại của slot input output thì chúng ta mới có thể xác định được trên bản vẽ là output nào. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cấu hình đó là input theo bản vẽ. Ở đây các bạn để ý là input slot 6 input 1 thì nó đang gắn là DEV2, Closed Signal External. DEV2 đó chính là khối điều khiển. Thường khi chúng ta cấu hình thì chúng ta thường sử dụng khối DEV1 và DEV2. Các bạn để ý cái input 903 và 904 là có DEV01, DVE02. Thì vì đây là tủ trung thế 2 thì DEV02 thì thường chúng ta sử dụng cái tiếp đĩa. Ở đây tín hiệu của chúng ta đang là DEV02 Closed Signal External, có nghĩa là chúng ta đang gắn là cái input, tín hiệu của input 601 này là sẽ vào cho là tín hiệu đóng của cái khối DEV2, còn tín hiệu input mà 602 là gắn vào trạng thái mở của cái khối DEV02. Chúng ta hiểu đây là khối giao tiếp đĩa, còn cái khối mà DEV01 là khối máy cắt,
thì input 903 sẽ là input 903 sẽ gán vào cho là trạng thái đóng của khối DEV01. Còn input 904 này đang gán vào là cho trạng thái mở của cái khối DEV01. Và bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem cái bản vẽ. Bạn để ý đây là input 1. Input 1 là đang lấy trạng thái đóng của tiếp đĩa. Input 2 đang lấy trạng thái mở của tiếp đĩa. Ở đây thì input 1 và input 2 là do mình đã đánh dấu lại. Vậy thì làm sao để biết đâu là input 1, đâu là input 2? Thì các bạn đi để ý là chân. Ở đây là X063 chân 1, chân 3. Thì các bạn mở cái sơ đồ chân của slot mà có 6 in và 6 out. Đây, mình slot 2X, 6 in và 6 out. Thì các bạn để ý input. Nhất input là chân số 1, chân số 3 là input 1. Chân số 2, chân số 3 là input 2. Thì các bạn đánh dấu vào bản vẽ luôn cho dễ nhận biết. Tiếp đến, đó là input 1 và input 2. Tiếp đến là input 3 của slot 6. Đó là slot 6X. Thì ở đây có tín hiệu là RCB driver ready external. Đây là đang lấy trạng thái của là lò xo đã sạc, đưa vào tín hiệu cho AR ready. Còn input 4, input 604 là logic input 4 external. Logic input 4 external đây là một biến ảo trong relay. Thì chúng ta đang gán giá trị của input 604 vào biến ảo. Đây là biến logic ảo của relay. Còn input 605, 606, 606 thì vào logic input 5 và logic input 6. Đây là các biến ảo. Còn đối với lại slot 9 này, slot 9 này này. Input 1 này thì đang gắn cho là logic input 7 external. Input 902 thì gắn cho logic input 8 external. Đây là các biến ảo trong relay. Bạn để ý. Ở đây input 603 là input 3. Ở đây là input 3, các bạn thấy đây. Input 3. Ở đây là lò xo đã sạc. Là cái khi mà lò xo đã căng thì nó sẽ đưa vào tín hiệu là AR ready. Còn đối với là input 4, các bạn thấy input 4 ở đây là vị trí máy cắt ở vị trí test. Input 5 là remote, khóa trạng thái remote. Còn input 6 chính là cái khóa AR on. Là những tín hiệu này sẽ được đưa, những input này sẽ được gán vào các biến trong relay để đi xài cho mục đích sẽ cho các logic khác. Với là input 901, input 1 của slot 9. Đây các bạn để ý đây. Input 1 đó là input giám sát mạch cắt. Input này chính là sẽ đưa đi làm liên động để đóng mạch cắt. Đó là input 9 của slot 2. Slot 9 mà input 2 hiện tại là đây là đang cấu hình cho là cái tín hiệu là
tín hiệu tần số chip từ tủ bus VT gửi về. Còn tín hiệu 903 và 904, tức là input 3, input 4 của slot 9, thì các bạn thấy trên màn bản vẽ đây. Đây là input 3 và input 4. Đây, x093/4/6, x093/5/6. Đây chính là slot type V, 4 in và 8 out. Và để ý. Ở đây, chân 9, chân 1, chân 2, 3, 4. Đó là chân là 4, 6 và 5, 6. Chân 4, 6 là input 3, chân 5, 6 là input 4. Đây các bạn để ý này, x093/4/6, x093/5/6, input 3 và input 4. Ở đây input 3 là đang lấy trạng thái đóng của máy cắt, input 4 là đang lấy trạng thái mở của máy cắt. Thì ở trong này, như mình đã nói hồi nãy, cái khối DEV01 này chính là khối máy cắt CV của chúng ta. Thì input 903 này thì được đang gán vào là cho cái trạng thái đóng của cái khối DEV01 này. Còn input 904 là được gán vào trạng thái mở của khối DEV01 đại diện cho máy cắt. Ở dưới này thì chúng ta là có cài đặt là cài đặt các mod của input. Thì ở đây chúng ta đang chọn là XT2. XT2 có nghĩa là khi có điện áp đặt vào thì input sẽ XT lên. Ở đây thì có XT low. XT low có nghĩa là bình thường là tiếp điểm sẽ lên, và khi không có điện áp là tiếp điểm sẽ lên 1, còn mà khi có điện áp thì tiếp điểm lại về 0. Thì thường chúng ta sẽ chọn ở đây là 2. Các logic mà input 4 external 5 6 này thì lát nữa là mình sẽ giới thiệu nó sẽ đưa vào, nó sẽ được gán về đâu. Còn qua phần cài đặt output. Ở đây là output 601. Đây, output 1. Output 1 ở đây thì mình đang nhìn thấy trên bàn vẽ của nó, đó chính là liên động đóng của máy cắt. Output này thì đang lấy là output này 601 hiện tại đang lấy là logic output 1. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn là các bạn sẽ nhìn logic output 1 đang là tín hiệu gì. Chúng ta sẽ kéo xuống phần phía dưới, chúng ta sẽ mở cái phần function, mở general function, chúng ta mở phần logic. Đấy, ở đây thì chúng ta đang nhìn thấy là logic output 1. Logic output 1 hiện tại là chúng ta nó đang được gán với lại biến là logic input by external. Vậy logic input by external là tín hiệu gì? Thì chúng ta lại phải kéo về chỗ input. Ở đây chúng ta có thấy này, logic input by external hiện tại thì đang được gán vào cái input 901, đó chính là input 1 của slot 9. Đây chính là input này, chính là input 1 của slot 9. Thì ở đây chúng ta là đang biết là input này là input giám sát mạch cắt. Đó. Có nghĩa là cái output K06 này này thì đang được gắn vào kia, đang được gắn vào, đó là cái input đang là input giám sát mạch cắt. Thì nó sẽ được đem đi để làm biến động, tức là khi mà mạch cắt có vấn đề thì output này sẽ hở ra và sẽ không cho đóng máy cắt. Đây là output 01 này. Rồi, output 602 và 603 thì chúng ta để ý này. DEV1 close comment. DEV1 open comment.
Đấy, hồi nãy như mình đã nói, ở trên khối DEV1 này chính là khối máy cắt, còn DEV2 này là khối tiếp đĩa. Thì DEV1 Close Command có nghĩa là xuất lệnh đóng cho máy cắt, còn DEV01 là xuất lệnh cắt cho máy cắt. Thì ở đây hai output đó là output 2 và output 3 của slot 6, chúng ta sẽ xem trong bản vẽ. Thì các bạn để ý đây, đó chính là output 2 đang là lệnh xuất lệnh đóng của máy cắt, xuất lệnh đóng từ relay. Khi mà trên trung tâm điều khiển mà xuất một lệnh đóng thì output O2 này sẽ khép và sẽ đi đóng máy cắt. Còn khi mà trên trung tâm điều khiển mà xuất một lệnh cắt thì cái output O3 này sẽ khép và sẽ đi cắt máy cắt. Đây. Thì cái lệnh đóng và lệnh cắt của cái khối DEV01 này thì được cấu hình ở trong trong file IEC 61850. Thì trong file IEC 61850 thì hai tín hiệu mà DEV1 Close và Open Command này thì sẽ được đưa vào trong file 61850, và khi đó ở trên trung tâm điều khiển sẽ lấy file 61850 đó, sẽ cấu hình ở trên trung tâm điều khiển và sẽ tác động vào biến ở trong file 61850. Thì ở đây nó sẽ tác động vào biến là DEV01 và Close và Open, thì khi đó sẽ xuất được ra lệnh đóng và lệnh mở máy cắt. Output K604 này thì không cài đặt chức năng nào. Output K605 là logic output 03. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi là logic output 03 là gì. Nhất là mình nhìn trên bản vẽ trước. Thứ nhất là output 5. Theo bản vẽ thì chúng ta đang thấy là output 5 thì này đang đặt là gen chip, và output 5 này thì đang gán cho biến là logic output 3. Thì chúng ta sẽ kiểm tra xuống phần phía dưới. Đấy, để kiểm tra thử logic output 3 bao gồm những tín hiệu gì thì chúng ta nhìn thấy để ý là có dấu mũi tên này, tức có nghĩa là sẽ nhiều biến ở trong đó chứ không phải là một biến. Chúng ta sẽ mở ra và xem. Ở đây thì chúng ta để ý là thấy là cái gen chip này thì sẽ bao gồm các tín hiệu, đó là DTOC cấp 1 chip, tức là quá dòng cấp 1, quá dòng cấp 2, quá dòng cấp 3, quá dòng đất cấp 1, quá dòng đất cấp 2, quá dòng đất cấp 3. Rồi BF chip, rồi gen chip, rồi quá dòng thứ tự nghịch cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Và đây ta thấy là còn có thêm một biến là logic input external 8, thì chúng ta sẽ coi là biến gì. Thì chúng ta lên phần input. Input logic input 08 external thì đang được gán với lại input 902, chính là input số 2 của slot 9. Thì chúng ta sẽ mở bản vẽ ra. Đây thì các bạn đã thấy, đó chính là lệnh chip từ tủ VT bus 3, đó chính là chip tần số. Rồi, đến output là K606, thì ở đây là CBF chip đang đặt là T2. 901, 902. Rồi. Output K606 thì chúng ta sẽ xem bản vẽ. Xem trên bản vẽ. Đây chính là output
output 6 là 50 bps chip. Output 901, 902 thì không cài đặt chức năng. Output 903, rồi chúng ta sẽ xem trên bản vẽ. Đang cài đặt là main clock command. Tức là ở đây là output đang là output đóng lặp lại. Tức là khi mà chức năng 79 mà xuất ra là lệnh đóng thì đó chính là xuất ra out 903. Chúng ta sẽ kiểm tra trong mạch đóng của máy cắt. Đây. Đây chính là output auto recloser, chính là out03. Out03 thì đang được là đang được cài đặt là main clock command. Output 904 thì không cài đặt. Output 905, 906. 905, 906 thì chúng ta sẽ kiểm tra trên bản vẽ là cài đặt là đang sử dụng cho chức năng gì. Chúng ta thấy là output 5, output 05, output 06, output 05 đó chính là đó chính là output mà giám sát trạng thái của relay, đó chính là output TSS, tức là output này là đang là output giám sát mạch cắt, tức là khi mà mạch cắt có vấn đề thì output này sẽ khép, mình sẽ kiểm tra lại. Đây là output 905 đang đạt là logic output 2. Chúng ta sẽ xuống phần logic output sẽ kiểm tra. Đây, logic output 2 thì đang đạt là logic input external 7. Sẽ lên phần input. Đây, logic input external 7 thì đang được gắn cho input là 901. 901 chính là input mà đi kiểm tra đi giám sát mạch cắt. Đây chính là input 1 đây. Input 9, slot 9 input 1 là chính là giám sát mạch cắt. Khi mà input giám sát mạch cắt mà lên 1 thì output 05 này sẽ khép và sẽ báo tín hiệu lên màn hình điều khiển, màn hình lên HDMI. Còn đối với là output 06 thì chúng ta là đang thấy là đặt là logic output 03. Chúng ta sẽ xuống kiểm tra logic output 03. Đấy, logic output 03 khi mà chúng ta click double thì chúng ta thấy đây là các tín hiệu chip. Vậy là output 6 này thì là có nghĩa là khi mà relay có lệnh trip thì output 6 này sẽ khép. Gọi là đây là tín hiệu đi cảnh báo sẽ đi lên HDMI hoặc là SACO. Còn cái out mà output 8 này thì đó là output outdoor. Khi relay mà mất nguồn thì output này sẽ khép, sẽ đi báo hiệu để chúng ta biết là relay bị mất nguồn. Output 8 này nó sẽ lên kiểm tra. Output 8 là logic output 4. Logic output này đó chính là các biến ảo ở trong relay. Đấy, logic output 4 hiện tại là đang đặt là SFMON warning, tức là khi mà relay báo lỗi relay. Đó, mình đã giới thiệu là các output mà cấu hình theo bản vẽ. Đối với lại phần chế độ của output thì ở đây đang để là ES updating, ES và viết tắt của NGI signal, có nghĩa là khi mà có điện á thì output này sẽ khép và output này sẽ không giữ. Đây mình sẽ mở ra. Còn một số cái thông số khác đó là ES manual reset, thì có nghĩa là cũng khi mà có tín hiệu trip thì output sẽ khép tiếp điểm, nhưng mà nó sẽ giữ và chúng ta phải reset bằng tay. Và ở đây còn một số cái thông số khác thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Ở đây NE thì có là NE có nghĩa là NE có nghĩa là output
bình thường thì nó sẽ khép, còn mà khi có tín hiệu trip hoặc tín hiệu có tín hiệu trip thì nó lại mở, tức có nghĩa là thường mở. Còn chúng ta nếu sử dụng, chúng ta sử dụng ES là output thường thường mở, còn chúng ta sử dụng NE là output thường đóng. Thì bình thường chúng ta hay sử dụng cái thông số là ES updating, tức có nghĩa là output thường mở, và khi tác động thì nó sẽ không giữ, nó tự động reset khi mà tín hiệu sự cố được reset. Đó là phần cấu hình input và output theo bản vẽ. Ở trong phần này thì có một, đó là một cài đặt LED. Ở đây thì chúng ta có thấy là sẽ tổng cộng là 16 LED. Mỗi LED sẽ có hai màu, như từ LED số 1 đến LED số 3. Thì đây là các LED mặc định của rơ LED thì chúng ta không thể cấu hình. Từ LED số 4 trở đi thì chúng ta có thể cấu hình. Như ở đây là LED số 4 là đang cấu hình là gen trip. Là khi mà có tín hiệu trip xuất ra thì đèn LED số 4 này sẽ sáng, và sẽ sáng là màu đỏ. Ở đây thì màu xanh, cái đèn này có hai màu, đó là màu đỏ và màu xanh. Màu xanh thì không cấu hình. Đối với đèn số 5 thì đang cấu hình là qua dòng pha cấp 1. Đèn số 6 là qua dòng pha cấp 2. Đèn số 7 là qua dòng pha cấp 3. Đèn số 8 là qua dòng chạm đất cấp 1. Đèn số 9 là qua dòng chạm đất cấp 2. Đèn số 10 là qua dòng chạm đất cấp 3. Đèn số 11 thì chúng ta đang để đó là Logic Output 2. Logic Output 2 nãy giờ mình có đề cập đó, nó chính là cái tín hiệu mà giám sát mạch cắt đấy. Tức là khi mạch cắt ok thì cái đèn này nó sẽ sáng màu xanh. Đèn số 12. Đèn số 12 thì đang cấu hình là tín hiệu là AR successful, tức là khi mà đóng lặp lại thành công thì đèn này sẽ sáng. Đèn số 13 thì là AR not ready, tức là khi mà AR mà không sẵn sàng thì đèn số 13 này sẽ sáng. Đèn số 14 là đang cài đặt là chức năng 50bf chip. Đèn số 15 thì các bạn để ý là Logic Output 15. Vậy Logic Output 15 là gì? Chúng ta sẽ xuống kiểm tra ở dưới phần Logic. Logic Output 15 này hiện tại là ở đây là đang đặt là các tín hiệu chip là thứ tự nghịch. Vậy khi LED số 15 này qua dòng báo qua dòng thứ tự nghịch, thì ở đây thì một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại không đặt trực tiếp ra LED. Ví dụ như logic output 15 này sẽ chưa có chức năng. Đây mình sẽ mở ra logic output 15 này sẽ có ba cái tín hiệu nó được o với nhau. Thì tại sao là không đặt ba tín hiệu này luôn lên LED? Thì mình cũng trả lời luôn, đó là ở trên LED này hoặc là trên input hoặc output chúng ta sẽ chỉ đạt được một tín hiệu, chứ chúng ta không thể nào mà đạt được một lúc mà ba tín hiệu để o lại với nhau. Thì ở đây khi chúng ta mở ra đấy, thì ở đây chúng ta để ý đây chỉ có một ô để chúng ta chọn, chỉ có một biến duy nhất, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng cái biến là trung gian, đó là logic output 15, để đặt ba cái tín hiệu mà qua dòng thứ tự nghịch cấp 1, cấp 2, cấp 3 o lại với nhau vào cái logic output 15, rồi từ logic output 15 này sẽ cho ra LED. Đó thì các bạn mới giải thích được thắc mắc tại sao này giờ input output không đặt thẳng các tín hiệu ra. Ví dụ như là mình output đi, đây đấy, ví dụ như nó đặt là logic output 3 này đấy, tại sao không đặt trực tiếp thẳng? Thì những cái biến mà logic này mục đích của nó là sẽ gom nhiều biến lại với nhau để ra một biến ảo, đó là biến logic output 03, thì khi đó nó mới gán ra được output. Thì output hoặc input chỉ được gán một biến duy nhất. Đó là phần cấu hình LED. Ở dưới này thì chúng ta về phần chế độ mod của LED thì đang sử dụng là ES manual reset, có nghĩa là LED này mà khi sáng lên thì chúng ta phải reset bằng tay. Chúng ta ở đây để ý là có cái LED 13. LED 13 thì là đạt là ES updating, có nghĩa là khi tác động lên
tín hiệu mất thì led cũng sẽ tắt theo, tức là nó sẽ không giữ. Led 13 chúng ta để ý ở đây là led là AR not ready. Cái led AR not ready này thì thường là lấy cái trạng thái của lò xo sạc. Thì khi mà trong quá trình mà máy cắt cắt ra rồi lò xo đang sạc thì cái đèn này nó sẽ được tắt, và khi mà lò xo vẫn là căng lên thì đèn này nó sẽ sáng lên lại. Mình nói mình nhầm, đó là khi mà lò xo mà chưa sạc á, cái đèn này sẽ sáng, tại vì đây là tín hiệu AR not ready. Còn mà khi mà lò xo mà sạc xong rồi thì đèn này nó sẽ tự tắt. Ở đây nó đang để chế độ là OS updating, có nghĩa là đèn sáng lên nhưng mà nó sẽ không giữ. Còn những chế độ mà manual reset, đây là những chế độ là đèn giữ, khi nào đèn nó sáng lên thì muốn tắt nó thì chúng ta phải reset bằng tay. Ở đây có hai cái đang cài đặt là OS updating, đó là led số 16. Led số 16 ở đây thì chúng ta không cấu hình. Rồi đó là cái mục cài đặt led. Ở đây mình sẽ giới thiệu thêm cái mục, đó là cái mục cài đặt ở đây là con relay bảo vệ quá dòng của xuất tuyến 2 kV, nên nó chỉ sử dụng một số chức năng, đó là chức năng thứ tự nghịch và chức năng nóng lặp lại. Cho nên chúng ta chỉ cần enable những chức năng mà cần thiết đó, ví dụ DTOC đấy là quá dòng pha, DTOC đây là quá dòng cắt nhanh, còn IDMT là quá dòng có thời gian. Ở trong này thì có cả quá dòng pha và quá dòng đất. SCDD này là chế độ định hướng dòng. Ở đây chúng ta đang chỉ có enable, đó là chức năng AR, quá dòng thứ tự nghịch. Cái I2 ở trong dòng MICOM này không phải là quá dòng thứ tự nghịch, mà đó là dòng quá dòng, hay là dòng không cân bằng. Còn chức năng mà quá dòng thứ tự nghịch nó sẽ nằm ở trong DTOC này. Đây một số chức năng như là quá áp, kém áp, chức năng tần số, chức năng 50 bf. Và ở đây thì chúng ta sẽ enable, đó là logic mà là cái chỗ chúng ta hồi này đặt các cái biến ảo logic 1, logic 2, logic 3. Và ở đây chúng ta sẽ enable, đó là cái khối điều khiển là DEV01 và DEV02. Khối DEV01 đó chính là khối máy cắt, đại diện cho khối máy cắt. Khối DEV02 là đại diện cho khối giao tiếp đĩa. Và ở đây sẽ có, đó là cái khối lệnh. Khối lệnh ở đây thì chúng ta đang là enable, đó là cái lệnh số 1 và lệnh số 02. Thường hai lệnh này thì sử dụng cho gọi là cái lệnh mà on off chức năng tự động nóng lặp lại F79 từ trên trung tâm điều khiển, và on off cái chức năng bảo vệ tần số F81. Để chúng ta sẽ đi qua phần là function parameter. Ở trong này thì chúng ta để ý là trong thư mục global này thì chúng ta sẽ cài đặt ở trong là cái thư mục main. Ở trong này cái thư mục main này, cái chỗ mục mà device online này thì chúng ta phải on lên. Ở đây là khi chúng ta on lên thì cái relay nó mới ở trong trạng thái là service, còn nếu chúng ta mà off nó thì relay sẽ báo là out of service, thì relay sẽ không hoạt động. Đây là cài đặt tần số, cài đặt thứ tự pha. Ở trong này thì sẽ có cài đặt là tỷ số CT và tỷ số PT. Ở đây tỷ số CT đang là 600, nhị thứ là đang 1/1. Đây mình sẽ mở một cái file file chỉnh định, phiếu chỉnh định của relay. Ở đây cái là đó là đang ngăn là máy cắt là 472, thì ở đây chúng ta có tỷ số TI là 600/1. Đấy, ở đây tỷ số CT đang đặt cài là 600.
Rồi, nhất thứ của VT đang đặt là 24 kg. Và nhì thứ đang đặt là 110V. Và ở trong phần này còn có một phần chúng ta cần phải cấu hình nữa, đó là cái phần là chip comment 1, chip comment 1. Thì chip comment 1 thì chúng ta đó chính là cái nơi mà chúng ta sẽ đưa vào tất cả các lệnh chip vào khi chúng ta sử dụng, khi chúng ta muốn output mà chip mà đưa ra ngoài á, thì chúng ta có thể đưa đó là chip comment 1. Thì chip comment 1 ở đây là đưa các tín hiệu, ở đây là các tín hiệu mà chip chung, ví dụ như là qua dòng cấp 1, cấp 2, cấp 3, qua dòng đất, qua dòng thư tử nghịch, các tín hiệu 50 bf. Những cái tín hiệu này á, những tín hiệu này mà khi tác động này nó sẽ đưa ra cái bản tin ở trên relay chúng ta. Trong phần này chúng ta cần phải cấu hình, đó là thêm là cái khối mà DEV1 Open Signal chúng ta sẽ gán vào, đó là tiếp điểm của CB, trạng thái của CB Open. Và cái DEV1 Close Signal External này chính là đưa vào cái trạng thái đóng cho máy cắt, tức là chúng ta đang đưa đưa cái biến mà DEV01 Open Signal External này vào, đưa vào cái trạng thái mở của máy cắt, để relay có hiểu được là relay sẽ hiểu được là trạng thái máy cắt là đang đóng hay mở. Mà cái DEV01 Open Signal External này thì hồi nãy chúng ta là đang gắn vào cái input ở trên này, các bạn xem lại cái phần input đây. Đấy, DEV1 Close và Open Signal đang gắn vào trong hai cái input là 903 và 904. 902, 903 là đang là cái trạng thái máy cắt đóng, 904 là máy cắt cắt. Thì chúng ta gắn input này vào biến ảo này, rồi hai biến ảo này trong cái phần mà main chúng ta phải cài đặt vào cái chỗ trạng thái của máy cắt, để relay có thể hiểu được là trạng thái máy cắt, để đem vào sử dụng ở trong chức năng là đóng lặp lại. Rồi, đó là cái phần main. Trong cái phần global này chúng ta để ý là cần phải cấu hình cái phần cái mục là FT record. Đây là cấu hình cái bản tin sự cố. Thì ở đây các tín hiệu để trigger cái bản tin nó sẽ mở ra, thì bao gồm là tín hiệu là 50 bf, logic output 3, logic output 16, rồi tín hiệu 50 bf start, tín hiệu qua dòng đất cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì ở đây chúng ta sẽ coi là logic output 3 và logic output 16 là đang là những tín hiệu gì. Ta sẽ mở phần logic. Logic output 3. Đấy, logic output 3 đấy là các biến chip chung. Khi có bất kể một tín hiệu chip nào thì nó đều kích hoạt bản ghi. Còn logic output 16. Logic output 16 đây cũng là các tín hiệu chip qua dòng. Đó là phần cài đặt bản ghi. Thì ở đây còn có là hai cái thông số, đó là refault time, đó là 5 chu kỳ, và max record time là 50 chu kỳ. Ở đây chúng ta nên đặt là maximum để sau khi mà có sự cố, nếu có sự cố gì xảy ra thì chúng ta dễ dàng để phân tích được sự cố. Đây, đặt trước sự cố là chúng ta đặt khoảng 5 chu kỳ. Đó là phần global. Bây giờ mình sẽ qua phần là general function. Ở trong cái general function này á, ở phần main chúng ta đặt là đây, phần này không, chúng ta không cần quan tâm. Đó là phần DTOC, chúng ta phải là đặt Z để kích hoạt cái chức năng các cái chức năng bảo vệ qua dòng ARC. Đây là chức năng này là chức năng dòng không cân bằng, thì chúng ta để nâu vì chúng ta không sử dụng đến. Chức năng qua áp, qua kém áp chúng ta không sử dụng. Chức năng 50 chức năng Z. Ở trong này thì là có cả phần mục cài đặt của chức năng 50 F.
Cái dòng khởi động là 0.2. Cái dòng IN cũng là 0.2. Ở đây chúng ta có thể thấy IN đang đặt ở calculator. Calculator có nghĩa là tính toán từ 3 pha của CT. Trường hợp mà chúng ta có CT trung tính thì chúng ta sẽ để là measurement, tức là đo trực tiếp về. Các bạn kích nút vuông. Measurement tức là đo trực tiếp, nhưng mà bắt buộc phải có cái cuộn là cuộn trung tính. Còn nếu không có cuộn trung tính thì bắt buộc chúng ta phải chọn là calculator, tức là từ 3 cuộn dòng của 3 pha ABC thì relay sẽ tính toán đại số và sẽ ra được cái dòng IN. Đây, dòng khởi động pha và đất thì đều đặt là 0.2. Cái thời gian T1, tức là 50 BF cấp 1 thì thường là sẽ đi cắt lại máy cắt đó một lần nữa, thì đặt 0.2 giây. Cấp 2 sẽ đặt 0.25, tức là nếu mà cắt máy cắt đó không được thì sau 0.25 giây thì xuất lệnh 50 BF cấp 2 thì sẽ đi cắt các cái máy cắt xung quanh. Đó là chức năng 50 BF. Đây là cái phần logic, phần này là khá quan trọng. Phần này là cái phần mà cái logic này thì đó chính là các biến ảo mà chúng ta sử dụng để cấu hình logic cho relay. Thì ở đây chúng ta thấy để đó là logic output 1 hiện tại là đang gắn cho biến là logic input external 7, tức là đang gắn cho cái biến ảo là logic input external. Mà cái logic input 7 này thì hồi nãy đang cài đặt ở trên phần input thì các bạn có thể coi thêm. Ở đây có phần cài đặt là thời gian. Đó, thời gian cho logic output 1. Thì ở đây sẽ có hai cái tín hiệu, đó là output 1 không có T và output 1 có T. T đấy là sẽ là có delay khi mà chúng ta cài đặt thời gian delay đây. Đấy, tương tự với là các logic output 2, những cái logic output này sẽ được gắn với là các biến. Thì ở đây các bạn sẽ có logic output 2 đang gắn với là logic input external input 7. Đây, logic input external 7 chính là input 901. Đó chính là giám sát mạch, chính là tín hiệu giám sát mạch cắt. Logic output 2 đấy là tín hiệu giám sát mạch cắt. Logic output 3 là các tín hiệu chip. Đây các bạn bấm vô, đấy tất cả các tín hiệu chip. Logic output 3 thì không cài đặt. Logic output 4 đó là đang cài đặt cho là tín hiệu đang gắn cho là tín hiệu là relay báo lỗi. Logic output 6. Logic output 6 là input 6, logic output 6 là đang để là khóa dòng cấp 2. Logic output 5 là để khóa dòng cấp 1. Logic output 7 là đang để khóa dòng cấp 3. Các bạn để ý là các tín hiệu mà từ logic output 5 này thì đang để thời gian delay là 10 giây, là do là các cái tín hiệu này sẽ được đưa vào trong file IEC 61850 để map các biến đó vào để đưa lên trung tâm điều khiển. Thì giả sử mà tại sao lại để là 10 giây thì vì khi mà các tín hiệu này tác động thì nếu không để thời gian delay thì nó sẽ trở về rất mau, thì khi đó tín hiệu chưa truyền lên trung tâm điều khiển được. Cho nên người ta phải để thời gian delay của nó là khoảng 10 giây để tín hiệu truyền về trung tâm điều khiển tốt. Đấy, tương ứng với lại logic output 7 thì là quá dòng pha cấp 3. Logic output 8 quá dòng đất cấp 1.
Logic Output 9 có dòng đất cấp 2, Logic Output 10 có dòng đất cấp 3, Logic Output 11 là tín hiệu 50 dB, Logic Output 12 là tín hiệu AR Cloud. Logic Output 13 này nó chỉ tín hiệu là trạng thái máy cách đã đóng. Logic Output 14 là tín hiệu trạng thái máy cách tắt. Logic Output 15 đó là tín hiệu quá dòng thứ tự nghịch. Logic Output 16 là tín hiệu khởi động, thì bao gồm có tín hiệu là quá dòng pha, quá dòng đất và thứ tự nghịch. Đây là tín hiệu khởi động. Đặc biệt ở đây chúng ta có đó là Logic Output 52. Logic Output 52 hiện tại đang đặt là lệnh là Comment 1. Lệnh Comment 1 này chính là cái lệnh mà On Off 79. Thì ở đây chúng ta để ý này, ở đây là Sig Output 52 đang để là AR Enable External. Có nghĩa là khi mà cái lệnh Comment này sẽ được đưa vào trong file cấu hình 61850, thì khi trên trung tâm điều khiển kích hoạt cái biến comment 1 ở trong file 6850, thì ở đây đồng thời biến này sẽ là thay đổi theo, thì đồng thời nó sẽ làm thay đổi là cái biến là AR Enable External. Cái lệnh này thì là lệnh on off 79 ở trên từ trung tâm điều khiển. Đó là phần cấu hình Logic Output. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần đó là cài đặt các thông số cho bảo vệ. Ở đây nó là chức năng bảo vệ quá dòng. Đây mình sẽ mở một cái phiếu chỉnh định lên cho các bạn xem. Ở đây chúng ta có thể để ý là quá dòng pha cấp 1 nó đang đặt là 1.32 giây, 1.5 giây. Đấy, thì ở đây đang cài là quá dòng cấp 1 là 1.32, thời gian đó là TI cấp 1 đó là 1.5 giây, quá dòng pha cấp 2 là 45A 0.4 giây, 45A 0.4 giây, quá dòng cấp 3 là 6.7 và 0.2 giây, quá dòng chạm đất là cấp 1 là 0.15, quá dòng chạm đất là IN 0.15, thời gian là 1.5 giây, thời gian là 1.5 giây, cấp 2 đó là 45A 0.4 giây, cấp 3 là 6.3A và 0.2 giây. Đối với lại quá dòng thứ tự nghịch, quá dòng thứ tự nghịch cấp 1 đang đặt là 0.2A 10 giây, cấp 2 là 2.57 giây, cấp 3 4 và 3 giây. Đó là cài đặt chức năng bảo vệ quá dòng. Nếu chức năng dòng không cân bằng thì chúng ta không sử dụng, qua app chúng ta không sử dụng. Và đây là cài đặt chức năng là đóng app lại. Ở đây chức năng đóng app lại thì cái chủ mục Enable chúng ta sẽ cài đặt là Z. Phần Operation Mode là chúng ta đặt là TDR Only Permit, tức là chỉ sử dụng ở chế độ là TDR. Thì ở đây chúng ta để ý là có HSR và TDR, thì những mục HSR này thì coi như là không có tác dụng. Ở đây chúng ta đang để là TDR only. Ở đây chúng ta có thể để là HSR hoặc TDR, mà chúng ta đang sử dụng TDR.
ở trong này đó, ở trong phiếu chỉnh định thì đang cài đặt chế độ Deadtime đó là 55. Thì chúng ta để mục Deadtime. Mục Deadtime chính là cái mục delay khi mà có lệnh trip, từ khi có lệnh trip đến khi mà xuất lệnh đóng lập lại là 55 giây. Thời gian reply time là đặt 180, chính là thời gian nghỉ để cái cơ khí và các tiếp điểm đóng ngắt của máy cắt được phục hồi, đó chính là 3 phút. Ở đây thì chúng ta để ý đó là cài đặt khởi tạo và AR. Khởi tạo AR thì có ở đây là quá dòng cấp 1 sẽ khởi tạo AR, nó tính ra thời gian 1 là 1.6. cái thời gian này thì phải đặt nhỏ hơn thời gian quá dòng cấp 1 tác động, nếu phải lớn hơn, phải lớn hơn hoặc bằng. Nếu chúng ta đặt nhỏ hơn thì khi có sự tố quá dòng cấp 1 thì chức năng bảo vệ nó sẽ cắt theo thời gian. Thời gian sẽ là thời gian cài đặt trong chức năng ARC này, chứ nó sẽ không cắt theo thời gian mà chúng ta cài đặt ở trên bên phần mục này. Ví dụ hiện tại đây, chức năng bảo vệ quá dòng cấp 1 hiện đặt là 1.5 giây, còn ở bên mục ARC của chúng ta đang đặt là 1.6. như vậy là đúng, là phải đảm bảo là cái thời gian của bảo vệ quá dòng thì phải bé hơn bên này, nếu không thì khi đó là chức năng nó sẽ xuất lệnh tiếp theo thời gian của bên ARC. Ở đây chúng ta là có chức năng khởi tạo AR thì có chức năng quá dòng cấp 1, quá dòng cấp 2, quá dòng cấp 3, đất cấp 1, đất cấp 2, đất cấp 3. Còn các chức năng khác thì sẽ block. Các chức năng khác thì sẽ đi block AR. Đó là cài đặt các chức năng chính của một con relay bảo vệ quá dòng cao suất tuyến. Như vậy là xong cái phần cấu hình về input output, các thông số như tỷ số TU, TI, cấu hình các chức năng logic. Giờ mình sẽ qua đó là phần đó là một cái file 61850. Các bạn mở lên, mở file 6850 lên. Ở đây chúng ta sẽ có một file 61850, tên của nó là C42G02. Chúng ta sẽ click nút mở vào. Thứ nhất ở mục là IED Detail, ở đây là nó sẽ có tên, tên của file, nó chính là C42G02. Cái file này thì chúng ta không được thấy phải đúng ngay từ đầu. Và phần Communication thì có địa chỉ IP của relay, HTTP là phần chúng ta cài đặt cái địa chỉ mà đồng bộ, địa chỉ đồng bộ để đồng bộ thời gian, thì cái địa chỉ này là địa chỉ của GPS của trạm. Còn mục dataset ở đây là sẽ có hai mục, nó là dataset 1 và dataset 2. Chúng ta sẽ click đúc vào thì chúng ta ở đây sẽ thấy là các biến mà chúng ta đã đưa vào. Biến thứ nhất đây là biến quá dòng cấp 1, quá dòng pha cấp 2, quá dòng pha cấp 3, quá dòng đất cấp 1, quá dòng đất cấp 2, quá dòng đất cấp 3. Nếu muốn biết được là các biến này là các biến này ý nghĩa của nó là gì, chúng ta để con trỏ vào đây, chúng ta mở khóa trước và chúng ta nhấn dấu cộng này. Khi chúng ta sẽ kiểm tra, ví dụ như cái biến này đây, chúng ta sẽ để con chuột vào. Ở đây chính là chức năng 50 bf tác động. Cái biến này là biến chip signal. Cái biến này là biến lệnh đóng của chức năng 79. Để kiểm tra ý nghĩa của biến thì chúng ta chọn vào biến và chúng ta nhấn vào dấu cộng này thì chúng ta sẽ số ra được cái biến. Biến này là cái tín hiệu đó chính là khi có lệnh đóng.
lệnh đóng của chức năng 79. Còn chức năng này là chức năng đóng của chức năng 79. Và các biến ở dưới này là các biến là logic output, logic output ở đây chúng ta có là PLO GG GUG3 in 5. Đấy, ở đây chúng ta logic output 5, đó chính là những cái logic output hồi nãy chúng ta đã cài đặt ở ngoài kia. Những cái biến logic output này nó sẽ được đưa vào đây để nó sẽ báo về trung tâm điều khiển khi mà có một tín hiệu chip hay bất kể một tín hiệu gì, thì những biến này sẽ là trung gian để báo lên trung tâm điều khiển, và những biến này sẽ đưa vào được file 680. Rồi chúng ta sẽ qua dataset 2. Dataset 2 thì sẽ có 4 biến. Các biến mà CSW1 đây chính là cái lệnh đóng của máy cắt, chính là cái lệnh đóng của khối DEV1. Đây là lệnh đóng của cái khối DEV2. Còn đây là Command 1, Command 2. Như hồi nãy tôi thì đã trình bày, đó là Command 1 đó chính là lệnh on off 79. Cái lệnh Command 2 này thì dự phòng có thể là on off chức năng F81. Về cách mà để cấu hình cái file 61850 này thì mình sẽ hướng dẫn sau cho các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Để các bạn có thể biết những cái biến này có ý nghĩa gì thì các bạn lên mạng và các bạn tải một cái file có tên là cái file đó là P139ADL. P139 đây là cái file mà chứa các cái biến trạng biến ở trong file 61850 của con của mình là P139 P139652. Mình sẽ mở file này ra. Ở trong này thì sẽ có là chứa tất cả các biến của file 61850. Các bạn có thể tìm ở trong này. Đó, tên các biến này nó sẽ có thống kê ở trong này, ý nghĩa của các biến như thế nào. Tức là khi chúng ta cần lấy một biến nào thì chúng ta sẽ vào cái file này và chúng ta sẽ tìm tên của biến đó, và chúng ta sẽ vào trong dataset này, chúng ta sẽ đưa ra. Ok, và phần trình bày của mình đến đây là kết thúc.